qua thì chúng ta thấy được cái vẻ trang nghiêm của ngôi miếu. Khá là kỳ lạ khi mà giữa ngôi miếu này được mọc lên một cái cây da sạc như thế này. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại quận 2 của thành phố Hồ Chí Minh. Và phía trước cô bác quý anh chị là một ngã ba đường. Hình ảnh mà cô bác quý anh chị thấy đây là một cái cây da xà với lại một cái ngôi miếu nằm ngay người và ngã ba đường luôn, và có tuổi đời gần 100 năm tại Sài Gòn này. Ta gọi đây là ngôi miếu Ba Cô. Thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ tìm hiểu về sự tích ngôi miếu Ba Cô này nha. Thì đây là một cái ngôi miếu rất là linh thiêng luôn và có tuổi đời gần 100 năm. Đây là một cái ngã ba này cô bác quý anh chị. Thì ở đây thì bên đây hướng bên đây á thì được thờ các tượng Phật nè, như ở đây có Phật Tổ rồi Bà Cố, thờ Bà Cố nữa nè. Đây cô bác quý anh chị thấy người ta được xây dựng cái kích cỡ của ngôi miếu này cũng tương đối là lớn, và dưới ngôi miếu này là một cái cây được bao phủ bởi một cái cây gọi là cây da xà. Đây lúc nãy thì khi mà Bùi Hồ đi đến đây á, thì có thắp hương, và hàng ngày thì ngôi miếu này được có một cái chú chạy xe ôm để mà canh giữ cũng như là thực hiện cái công việc mà quét dọn ở đây. Ngôi miếu này gọi là miếu Ba Cô. Đây, cô bác quý vị thấy là ở đây thì thờ Quan Công. Đây là miếu Ba Cô. Tôi nghe kể rằng thì Ba Cô này mất trẻ và rất là linh thiêng luôn. Thật ra thì những người mà Sài Gòn mà sống tại Sài Gòn này cũng những ở quận khác cũng chưa biết gì về cái sự tích ngôi miếu này, và Bùi Hồ muốn tìm đến đây để mà nghe những cái người mà canh giữ, nghe những cái người mà chăm sóc hương khói đó kể về cái sự tích ngôi miếu Ba Cô này. Cô bác quý chị thấy ngôi miếu này rất là lớn. Lúc nãy thì mình thắp hương mình có gặp một cái chú chạy xe ôm và canh giữ ở đây nè, ngồi đây quét dọn đây. Mình bây giờ chú có công việc thì chú đi rồi. Đằng đây ngôi miếu này thì qua bên đây thì cô bác quý chị thấy có cái nơi thờ ổ địa thần tài. Đến đây vào cũng thời điểm là buổi chiều nên thành thử người qua lại cũng khá vắng luôn. Đây các thổ địa thần tài rất là nhiều luôn. Ở đây có một cái con ngựa, ngoài sau lưng này là một cái nghĩa địa cô bác quý anh chị. Nhìn từ bên đây qua thì chúng ta thấy được cái vẻ trang nghiêm của ngôi miếu. Khá là kỳ lạ khi mà giữa ngôi miếu này được mọc lên một cái cây da sạc như thế này. Hôm nay thì đi với Bùi Hồ thì có anh Hoa Lợi, và đặc biệt là anh Hoa thì sống ở Sài Gòn này khá là lâu, ngay tại quận 2 này luôn. Nhưng mà anh Hoa thì không có gần về cái sự tích ngôi miếu này, cũng như là chưa từng biết đến hơn Hoa. Cái miếu này thì thật sự anh biết lâu rồi, có nghĩa là từ cái thời mà anh còn làm ở quận 2 này cơ. Thì đi ngang đi lại cái miếu này là cũng nhiều lần, nhưng mà không có biết rõ thì cái sự tích của nó. Nhưng mà được có một cái mình rất là quan tâm là cái miếu là nó nằm ngay chỗ cái ngã ba. Có nghĩa là nằm ngay ngã ba, và nó được hàng ngày nó được chăm sóc rất là kỹ về nhang khói cũng như là những cái mà vệ sinh ở đây rất là kỹ. Cho nên là mình nghĩ là một cái miếu mà nó tồn tại lâu mà ngay chỗ cái ngã ba, nếu mà nó không linh thiêng, nó không có gì đó thì người ta đã phá giải nó đi rồi, chứ không nó không thể là nằm ở đây được. Thì nhất thế là có những rất là linh thiêng, cho nên nó vẫn nằm được ở đây và được chăm sóc nhang đèn rất là kỹ. Rất là coi cái kỹ nhang đèn rất là kỹ. Mọi người rất là tín ngưỡng về sự tâm linh ở cái ngôi miếu này, nên là nữ là nằm ngay một cái ngã ba như thế. Đúng một kinh thác rồi bạn. Hàng ngày thì cũng có những cái bác ôm thì người ta đứng ở đây này. Người ta đứng đây chờ khách, không hiểu là bây giờ thì nó còn nhiều khách hay không, nhưng mà người ta vẫn cứ đứng ở đây. Là có khách quen hay là sao, người ta vẫn đứng. Hồi nãy thì
bắt về mất cái hông đó, cũng chia sẻ về cái miếu này để hiểu được hơn. Ở đây thì người ta gọi là miếu Ba Cô. Đây là kia một cái tấm bia để Ba Cô, không biết là gần là ma Ba Cô thì mất ở đây hay sao ha. Đó là nó còn cái gọi là cây da xà. Miếu Ba Cô cây da xà. Đây là cái cây da xà nè. Đó là một họ của cây Bồ Đề á. Ở đây em thấy là tất cả đều được trang trí gắn đá gạch men hết nè. Gạch men hết, đó là sạch sẽ. Không biết là sao chứ hồi trước là gạch men hình như là mới làm lại sau này. Hồi trước thì chỉ là gạch bình thường thôi. Sau này thì cái thời gian thì người ta tu sửa, người ta sửa lại rất là nhiều. Coi như là giống như một cái tín ngưỡng dân gian của người Việt mình đó. Thì ở đâu nó cũng có thành hoàng hết á. Thì cái miếu cũng giống như là thành hoàng thổ địa ở ở cái vùng đất này đó. Thật ra đền đại miếu mạo đồ là để tôn thờ những người có công với đất nước thôi. Dạ. Chứ cũng không có gì lạ lắm đâu. Chỉ có cái là do cái tâm linh người Việt mình thì sống nhớ ơn tổ tiên ông bà thì lập ra thờ vậy thôi. Chứ thật ra đền thờ miếu mạo thì nó đình đồ nó cũng vậy thôi. Sao gọi là miếu Ba Cô anh? Miếu Ba Cô là tại vì có hồi xưa cái gian bên này nè. Là nó có cái rạch ở xa quá. Chứ không phải là cái bãi đầu xe như vậy đâu. Nhưng mà sau này rồi có mấy cô đi tắm đó, rồi té chết, người ta đem ra người ta thờ luôn. Vậy thôi. Lúc đó là mấy cô là bao nhiêu tuổi anh hả? Còn trẻ à. Anh nói chung anh cũng mới về thôi, anh nghe thôi. Anh biết vậy thôi. Một lát có ông cụ đợi đây nè. Ông cụ ông coi miếu nè. Tụi em hỏi phỏng vấn ông. Mấy Ba Cô này được chôn ở đâu anh? Ba Cô anh không biết chôn đâu, nhưng mà nói chung người ta đem ra đây thờ nè, thì dân gian mình mà. Chứ sao có chờ ông cụ ra không thấy nè. Chưa, chút xíu nữa ông ra vợ. Ông ra ông giữ ông coi nè. Chỗ này là ngày xưa là đất trống ha, sông ha. Rồi nó có kiểu như cái rạch á. Tắm rồi nó chết. Vậy theo chia sẻ của anh này thì Ba Cô ngày xưa là còn trẻ là ở đây cái vùng đất này á, thì Ba Cô mới ra tắm và lúc đó thì Ba Cô mới chết và rất là linh thiêng, nên thành thử là người ta sẽ thờ luôn, nên gọi là miếu Ba Cô. Đó là cái sự tích như vậy. Rồi cô bác quý anh chị để ý là mọi người chạy ngang á đều ở đây thể hiện cái sự lưu rất là linh thiêng luôn ha. Một cái miếu mà ở giữa cái vùng đất ở Sài Gòn này anh ha, mà đất á, đất địa thì rất là đất đỏ, và đặc biệt ở quận 2 hiện nay, nhưng mà cái việc mà chọn một cái ngôi miếu mà đã giữa đường như thế này đó thì cũng khá là hiếm ở Sài Gòn này ha. Nào cô cũng lại đây thắp hương chứ hả? Cô có khi tối thì mà sớm. Dạ. Cô đâu có gần đây đâu, cô đâu có ở đây đâu, cô biết. Ừ. Nhà cô xa á. Dạ. Nhà cô ở quận mấy? Cô ở quận 2 này, nhưng mà cô cái gì vậy? Cái chỗ đường Phạm Thái Phái luôn. Dạ. Cô thường chạy ở đây thắp hương ha. Đi bán ngang nó. Miếu ba bà cô gì á, nghe nói gì. Chắc có người tới đây nè. Chút xíu có người tới hay không? Có cái ông bác già rồi bảy mấy rồi tới đây ở đây nè. Dạ. Nó hỏi á. Ô, nó lập nghe thấy người ta nói ở đây. Đây là mình bệnh hoạn đó, mình đốt nghe hả? Là cầu là linh thiêng ha. Dịch đó nữa, tới đây cầu nguyện. Dạ. Ta bà cô ở đây nè. Ta cô ở sao á? Cô này thì ngày nào cũng lại đây để mà thắp hương, để cầu mong sức khỏe này, cũng như là việc buôn bán của cô được nhiều thuận lợi hơn. Thì mọi người cho rằng là nói ông ở đây thì rất là linh thiêng, và đặc biệt là để hiểu rõ thêm thì có một cái ông cụ, ông sẽ quản cái ngôi miếu. Nhưng mà tiếc là ông về, không biết là khi nào, tối mới lợi hay sao cô? Hả? Tối mới lợi. Lát có bạn với số ngồi đây à. Bả ngồi xe lăn á. Ngồi đây nè, lát phải ra vợ. Dạ. Bả ở đây mà. Ồ, bà bán số đây hay gì bà? Dạ. Ủa sao giờ này bà mới ra bán?
Mới dọn ha. Dạ. Bà năm nay nhiêu rồi? 85. 85. Ngày bán được nhiêu tờ bà? Có 100 tờ. Con ơi. 100 tờ. Ai mẹ con có 100 tờ. Mới dọn ra luôn, mà bán buổi tối thôi, không bán có ngày nha. Bán buổi sáng rồi. Mới tối hết sáng nghỉ. Cái gì đó. Em buổi tối rồi mà bán hết buổi sáng rồi đi. Cái này tờ nào á? À, Đồng Nai, Cần Thơ. Lấy cho con 10 tí con ủng hộ 10 tờ ở Cần Đại Cần Thơ hả bà? Bà chỉ bán ở đây thôi hả bà? Bán đây tới 24 của bà được không? 24 bà liệt à? Quê bà ở đây hả? Dạ không có. Quê bà ở Trà Môn. Dạ. Ông ngoại bà ngoại là ở Hà Nội á. Dạ. Bà chết hết rồi bà ở đây có mình. Dạ. Dạ. Bà nghe cái sự tích gì về miếu Ba Cô này không bà? Dạ cũng mới lại nghe sự tích Ba Cô này. Nói đinh lắm mà nói cháu ơi. Dạ. Bà cũng mới về đây bán kiếm sống con ơi. Dạ. Linh như thế nào bà có thể kể cho tụi con nghe được không? Dạ không, phải vì bà mới lại. Ờ. Bà mới về nhà. Không có biết đâu anh. Dạ. Và có ông Năm đó mà ổng coi cái này nè. Dạ. Dạ ổng biết. Dạ. Ông ở đây mấy chục năm rồi, còn bà mới là hôm nay chưa được 18. Ông coi miếu, ông biết chứ, bà không biết đâu, bà mới bán năm rồi. Rồi mình bán chỗ đây thử bà. Dạ. Rồi chỗ đây bán được năm rồi. Mới rồi, à. Chị bán rồi, chỗ đây bán đây. Bán chỗ này. Ai cái lưng nó liệt đâu có đúng được. Dạ. Liệt hôm nay mà. Sao tự nhiên chọn chỗ cái đây là bán bà. Ở đây luôn. Bán giờ mướn ở đây trong này một phòng. Ừ. Cái này ta cúng bái nhiều thì có người lợi tới lui nhiều thì bán. Nè. Lấy em 10 tờ ha. Mỗi thứ 2 tờ đi ha. Mỗi thứ 2 tờ. Thế là bán tới mấy giờ bà nghỉ? Dạ bán cái này như phải như bán buổi tối này á. Bây giờ nó tối mà tới 8 giờ hết nó thì thôi. Còn hết mình sáng mà phải bán tiếp. Người ta cúng bái đâu nhiều buổi tối hả bà? Dạ ít, cũng ít thôi à. Có cái rằm tháng 10 này chắc có lẽ cũng đông đó. Dạ. Bà bán ở đây là một năm mấy rồi? Đã bán này được mười mấy tháng rồi. Trời ơi, tại vì hồi đó nó bà đi chỗ này chỗ kia được, giờ cái bây giờ nó hai cẳng nó được, giờ đâu có đi được con. Dạ. Bà năm nay mấy mươi rồi bà? Dạ 86 rồi. 86 rồi đó. Tóc vào trắng hết luôn rồi. Dạ. Dân đâu còn cái nào. Khổ lắm con ơi. Gia đình á, có hai mình đứa con gái mà giờ á, nó bỏ hết rồi, thấy mình nghèo quá nó bỏ nó đi rồi, mình nói rằng là con nuôi. Ủa, vậy anh này con nuôi? Dạ. Cái con bà là mấy đứa? Con bà có thằng trai là ba đứa gái, à. Nhưng mà một năm nay là không bắt tới. À. Thằng này nó nuôi không ẩm bồng lên. Ồ. Từ nãy giờ con cứ tưởng là con gái bà, ai con trai bà. Ôi có đèn luôn kìa. À, té ra là anh là con nuôi. Nhưng mà làm sao mà biết anh đây rồi là... Thằng này nó là chơi với con bà. À. Hồi nhỏ nó tới lớn đó. Bạn bè rồi. Hồi nó cũng ở thời gian nhà bà thì bà đâu có liệt. Vì sao này tự nhiên hai cái chân nó đi chích. Chích tới đêm trắng ngày vậy nên tự nhiên ngủ là không có đi được. À, có liệt luôn. Liệt luôn. Liệt luôn. Liệt nay mà 2 năm mấy, 3 năm rồi con. Trời ơi, nhờ anh này tự ái quá ha, chứ không dạ. Thôi bà làm sao bà ái ha, đi ra di chuyển đi bán được ha. Dạ. Không có nói mà bà bó tay phải chịu chết thôi.
bờ hơn, không nuôi này. Cứ bồng mình đang gặp ẩm bờ lên để ra bán những cái tờ vé số như thế này em ha. Không có bán giấy số này nói. Đói. Bà bị con nít ở trong cái mùa mất cột dây lâu với tôi ra. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy sao vậy? Còn hai mấy mới mở mà. Đó, đúng đầu kìa. Ở đây đâu có chờ. Có nghĩa ái đó đó hả? Ủa giờ dịch mà. Ở đây thì cô bác anh chị thấy anh này á, dù hàng ngày thì để bà bán vé số ở đây, và trước khi mà bán thì anh thường hay thắp hương để cầu mong cho buôn bán được may mắn lắm. Ở đây nhiều người đi lại đây bán vé số rồi lại đi thắp hương lắm ha. Ừ, dạ. Ai cũng lợi. Ai cũng lợi ha. Ở đây thì càng ngày càng tối thì mọi người lại đến đây thắp hương càng đông hơn các bác quý anh chị. Để cho cô bác quý anh chị xem ha. Tôi mong video clip này mang cho cô bác quý anh chị một điều gì đó về sự linh thiêng của ngôi miếu này. Cũng xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha.